Ăn Non Long An xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh hôm nay, Măng Non xin gửi đến các bạn nội dung Ngày hội Hoa Phượng Đỏ hè 2016, một gương sáng đổi ta và sau cùng là một cùng tìm hiểu. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe nha! Các em thân mến, hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2016, Ngày hội Hoa Phượng Đỏ tỉnh Long An lần thứ 28 năm 2016 đã chính thức diễn ra. Đây là một hoạt động truyền thống hàng năm của nhà thiếu nhi Long An dành cho các bạn thiếu niên, nhi đồng, đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có thành tích tốt trong phong trào đội ở địa phương. Ngày hội được tổ chức trong bao lâu vậy chị? Ngày hội Hoa Phượng Đỏ năm nay được tổ chức từ hôm nay 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 2016 đó em. Wow, vậy là em sẽ tranh thủ để đến cổ vũ các bạn trong ngày hội này. Mà chị ơi, sẽ có những hoạt động nào trong ngày hội vậy chị? Các em biết không, nhằm thực hiện tốt nội dung liên tịch của Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về xây dựng phong trào thi đua, trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời tăng cường hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp cho các em thiếu nhi trong tỉnh có dịp giao lưu, nêu cao tinh thần đoàn kết và phát huy năng khiếu. Các bạn thiếu nhi sẽ được thể hiện tài năng của mình thông qua các nội dung liên hoan nghi thức đội chỉ huy đội giỏi, liên hoan hóa trang nhân vật lịch sử đội viên thanh lịch, liên hoan dân vũ, vẽ tranh với chủ đề Em yêu mùa hè và một nội dung nữa rất là hấp dẫn đối với các em. Đó là nội dung gì vậy chị? Đó là chương trình trải nghiệm tham quan học tập hướng nghiệp. Wow, mới nghe thôi là em thấy thích rồi. Vậy chương trình này như thế nào? Chị có thể nói rõ cho em và các bạn cùng nghe đi. Tham gia chương trình này, các em sẽ được đến với Trung tâm Thể thao Tổng hợp và Hướng nghiệp Victoria. Nơi đây được thiết kế và xây dựng với không gian kiến trúc như một thành phố thu nhỏ tập trung hơn 70 ngành nghề tiêu biểu, với hơn 100 hoạt động hướng nghiệp nhập giai đó các em. Đây là một môi trường giáo dục an toàn, độc đáo, dành cho các em trong độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Các em sẽ có cơ hội tham gia vào các vai trò công việc và thực hiện vai trò công việc với đầy đủ tất cả các tiện ích, cơ sở cần thiết cho cuộc sống của một thành phố hiện đại như cơ quan hành pháp, kinh tế, sản xuất, chế tạo, trường học, nhà hát, sân thể thao, sân bay, bệnh viện, ngân hàng, trạm cứu hỏa. Ôi thích quá chị ơi! Chưa hết đâu, tham gia chương trình này, các em sẽ được khám phá các nghề nghiệp yêu thích, từ bác sĩ, nè, kỹ sư, phi công, đến những ngành nghề ít được nhắc đến nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong xã hội như lính cứu hỏa nè, vệ sinh cửa kính nhà cao tầng nè, bằng phương pháp giáo dục thực nghiệm nhập giai. Và với phương pháp này, Victoria sẽ giúp cho các em thực hiện được ước mơ tự hóa thân thành người lớn, học về nghề nghiệp và kỹ năng sống để thành công trong tương lai. Dựa trên cơ sở đó, từ những công việc này, các em sẽ bắt đầu hiểu hơn về trách nhiệm công dân của mình, tinh thần vì cộng đồng, đùm bọc và bảo vệ những người khác. Và quan trọng nhất, hiểu được rằng đã là lao động thì đều đáng quý và không có nghề nghiệp nào là thấp kém trong xã hội. Và như vậy là mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khi tham gia chương trình này, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận và nhập vai với những ngành nghề trong tương lai, giúp các bạn sẽ sớm định hướng được nghề mà mình yêu thích, từ đó sẽ có ý thức học tập tốt hơn hả chị? Đúng rồi đó em. Và để tham gia Ngày hội Hoa Phượng Đỏ năm nay được tốt, các đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã có bước chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Các đơn vị đã tổ chức Ngày hội Hoa Phượng Đỏ ở cấp mình với các nội dung tương ứng với ngày hội cấp tỉnh và có bước đầu tư tập dượt cho các bạn thiếu nhi. Nói về vấn đề này, anh Võ Văn Đa, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Tân Hưng chia sẻ. Thực hiện kế hoạch của nhà thiếu nhi tỉnh Long An về việc tổ chức Ngày hội Hoa Phượng Đỏ hè lần thứ 28 năm 2016, nhà thiếu nhi huyện Tân Hưng phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tuyển chọn học sinh các trường trong huyện tham gia Ngày hội Hoa Phượng Đỏ hè cấp tỉnh. Huyện Tân Hưng với tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mong đạt kết quả tốt nhất trong Ngày hội Hoa Phượng Đỏ hè. Đối với Ngày hội Hoa Phượng Đỏ hè lần thứ 28 năm 2016 của nhà thiếu nhi tỉnh Long An, cơ bản có những nét mới, trong đó đặc biệt là ngày hội trải nghiệm giáo dục hướng nghiệp và liên quan nhân vũ. Qua ngày hội, mong các em có tinh thần đoàn kết, phấn đấu học tập và cố gắng hoàn thành tốt trong năm học mới. Các bạn mến, với nội dung chương trình phong phú của Ngày hội Hoa Phượng Đỏ năm nay, hy vọng rằng các bạn sẽ có những ngày hè thật vui tươi và bổ ích.
sáng đội ta. Các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh hôm nay, Một gương sáng đổi ta, xin giới thiệu đến các bạn một bông hoa học tốt. Đó là bạn Nguyễn Thị Hạnh Vi, học sinh lớp 4, trường tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Các em biết không, từ năm học 2013-2014, Hạnh Vi được may mắn tiếp cận với mô hình trường học mới tại Việt Nam, gọi tắt là mô hình VNEN. Đây là mô hình trường học gắn bó mật thiết với thực tiễn cuộc sống, gắn bó mật thiết với cộng đồng. Mô hình trường học mới có nhiều điểm mới so với mô hình trường học hiện hành, đó là cách tổ chức lớp học, cách đánh giá và sự tham gia của cha mẹ trong quá trình học tập của học sinh. Tiếp cận mô hình này, Hạnh Vi được tham gia vào hội đồng tự quản, được sử dụng hộp thư bè bạn, hộp thư điều em muốn nói để cùng trao đổi với bạn bè, thầy cô về những vấn đề cá nhân nhưng không thể trao đổi trực tiếp. Hạnh Vi tự tin hơn khi tự khám phá, tìm ra kiến thức mới rồi vận dụng để làm bài tập thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Vi cũng biết tự đánh giá bản thân mình sau khi hoàn thành một hoạt động học tập. Sau khi được tiếp cận mô hình này, qua 3 năm học tập ở trường, Hạnh Vi đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong học tập và thành tích đạt được là năm học lớp 1, Vi đạt giải nhì hội thi viết chữ đẹp cấp huyện, giải 3 giải toán qua mạng Internet cấp tỉnh, lớp 3 đạt giải nhì kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng cấp huyện, giải nhì giải toán cấp huyện. Và năm học 2015-2016 này, ngoài các giải cao về tiếng Anh và toán qua mạng cấp tỉnh, Hạnh Vi còn xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh và được chọn tham gia dòng thi đình, dòng thi cấp quốc gia tại Hà Nội đó các em. Chúng ta hãy cùng chúc Hạnh Vi sẽ mãi bay xa trên con đường học vấn của mình các em nhé. Tiết một cùng tìm hiểu. Các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 là bản hùng ca thời đại, cũng là bản hùng ca bất hủ, mãi mãi âm vang đi cùng năm tháng, cổ vũ, động viên toàn dân tộc Việt Nam vẫn bước trên con đường đi lên phía trước. Vào những ngày tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vùng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đập tan xích xiềng nô dịch ngót 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cách mạng tháng 8 thắng lợi đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới huy hoàng cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vào cuối thế kỷ 19, sau khi xâm chiếm nước ta, thực dân Pháp đã thực hiện một chính sách thống trị vô cùng hà khắc. Chúng dùng mọi thủ đoạn bóc lột dân lành, dơ dét tài nguyên, thẳng tay đàn áp chém giết những người yêu nước, đẩy dân tộc ta vào đêm trường nô lệ, không chịu khuất phục. Nhân dân ta đã nhiều lần dùng lên chống ách nô dịch thực dân, nhưng các phong trào yêu nước đều không thể giành thắng lợi vì thiếu một đường lối đúng đắn. Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với người sáng lập là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, được soi sáng bằng chủ nghĩa Mác Lênin, nhân dân ta mới có được con đường cứu nước đúng đắn, con đường gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Từ đó về sau, mặc dù từng giai đoạn, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, nhưng tinh thần độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã trở thành kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thử thách to lớn để đi đến thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, nhiều cao trào cách mạng, những cuộc tập dượt cách mạng lớn đã diễn ra để tiến tới tổng khởi nghĩa. Đó là cao trào Xô Viết, Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, cao trào vận động dân chủ 1936-1939, cao trào đánh Pháp đuổi Nhật những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 20, đêm trước của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Những cao trào cách mạng này đã mang đến những kinh nghiệm quý báu giúp Đảng ta hoàn thiện đường lối và chiến lược cách mạng, tăng cường sức mạnh tổ chức, nâng cao năng lực vận động và tập hợp quần chúng. Và khi thời cơ đến, chỉ với Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong toàn quốc. Bằng việc lật đổ chế độ thực dân phong kiến đã lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới tiến bộ, tạo ra những biến đổi xã hội chính trị to lớn và căn bản, cách mạng tháng 8 thực sự là một bước nhảy vọt về chất của xã hội Việt Nam. Đây chính là một cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta từ đêm trường nô lệ bước đến bình minh của một ngày mới đầy hứa hẹn. Thắng lợi cách mạng tháng 8 chính là kết quả của một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng lòng yêu nước là những nhân tố căn bản nhất làm nên thành công của cuộc tổng khởi nghĩa lịch sử. À,
Các bạn thân mến, tiết mục cùng tìm hiểu đã khép lại chương trình phát thanh kỳ này. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ sau với mô hình tiết kiệm làm công tác xã hội của đội viên huyện Thạnh Hóa. Thân chào tạm biệt các bạn.